Đằng sau khoảnh khắc nụ hôn trả thù của công nương Diana khi cự tuyệt chồng trước báo giới, lời thất hứa bóp nát con tim rỉ máu và sự thật đầy bẽ bàng. Một trong những khoảnh khắc không bao giờ quên của công nương Diana khi xuất hiện trước báo giới đó là giây phút bà cự tuyệt nụ hôn của thái tử Charles khiến ông vô cùng tức giận. Vào năm 1992, công nương Diana đã gây chấn động truyền thông khi bà quay mặt đánh né nụ hôn của chồng tại lễ trao giải thi đấu polo ở Ấn Độ vào năm 1992. Hành động cự tuyệt chồng công khai trước báo giới của công nương Diana đã khiến hoàng gia lao đao, còn dư luận thì bùng nổ. Khắp nơi đều bàn tán về cuộc hôn nhân hoàng gia đẹp như mơ này và ai cũng đều nhận ra nó đã rạn nứt không thể nào cữu vãn được. Trước khi thực hiện chuyến công du đến Ấn Độ năm 1992, hôn nhân giữa cặp đôi hoàng gia này đã có dấu hiệu trục trặc. Tin đồn thái tử Charles còn qua lại với bạn gái cũ Camilla đã râm ran trong dư luận. Khi thực hiện chuyến công du đến Ấn Độ cùng nhau, công nương Diana đã hy vọng rất nhiều về việc bà và chồng có thể hàn gắn mối quan hệ này. Bông hồng nước Anh đã đề nghị chồng bớt chút thời gian rảnh rỗi để cả hai cùng nhau đến thăm làng mộ Taj Mahal chụp ảnh kỷ niệm. Ngôi đền này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của một bậc quân vương dành cho người vợ đã khuất của mình. Chắc chắn công nương Diana rất mong chờ bà và ông sẽ có một kỷ niệm đẹp tại biểu tượng tình yêu này. Tuy nhiên, thái tử Charles đã thất hứa. Trong khi công nương Diana tới thăm ngôi đền một mình, thái tử Charles lại chọn tham dự một sự kiện gặp gỡ với giới doanh nhân cách đó hàng trăm cây số. Khoảnh khắc người phụ nữ xinh đẹp ấy ngồi cô độc một mình giữa băng ghế màu trắng trước ngôi đền tình yêu đã khiến người hâm mộ bà cảm thấy nhói đau trong tim. Việc công nương Diana xuất hiện một mình tại ngôi đền tình yêu đã thu hút sự chú ý của báo giới. Khi được hỏi bà có cảm nhận gì khi đứng trước khu lăng mộ tuyệt vời này, công nương Diana đã đáp lại rằng đó là một kỷ niệm giúp hàn gắn rất nhiều. Sau đó, dù báo chí có khai thác thêm nhưng bà Diana đã khéo léo từ chối trả lời. Nhiều người cho rằng trái tim của công nương Diana vốn đã rỉ máu vì chuyện ngoại tình của chồng nay đã bị bóp nghẹt vỡ tan khi nỗ lực hàn gắn của bà với thái tử Charles là một con số không tròn trĩnh. Trước khi kết hôn với công nương Diana, thái tử Charles từng tới thăm đền Taj Mahal và ông cũng ngồi một mình trên chiếc ghế đá màu trắng. Lúc đó, ông tuyên bố rằng rồi sẽ có một ngày ông quay trở lại đây cùng với người mình yêu. Và rõ ràng, công nương Diana đã hiểu ra một điều rằng trái tim của thái tử Charles chưa từng hướng về bà. Sự thật bẽ bàng ấy đã khiến công nương Diana có một màn trả thù chồng đầy sâu cay ngay sau đó. Trong chuyến thăm Ấn Độ lần đó, thái tử Charles được lên kế hoạch chơi một trận đấu polo giao hữu với đội chủ nhà. Người dân Ấn Độ cùng các cầu thủ chủ nhà đều rất mong chờ sự xuất hiện của công nương nước Anh trong lễ trao giải. Ban đầu, bà Diana đã từ chối tham dự, tuy nhiên sau nhiều nỗ lực thuyết phục, bà cuối cùng cũng đã đồng ý. Chung cuộc trận đấu, đội của thái tử Charles giành chiến thắng. Trong khi chồng vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi thì công nương Diana lại tỏ ra không mấy mặn mà trên khán đài. Và khi đến phần trao giải, vị vua tương lai của nước Anh đã phạm phải một sai lầm chết người. Thái tử Charles đã quên không hôn vợ mình nói lời cảm ơn bà khi nhận giải trước cánh báo giới. Nhận ra sự xíu thót của mình, thái tử Charles vội vã quay lại để hôn lên má vợ trước sự theo dõi chăm chú của đám đông. Tuy nhiên, vì lời thất hứa trước đó cùng sai lầm lần này của thái tử Charles mà công nương Diana đã né sang một bên, cự tuyệt nụ hôn của chồng khiến nụ hôn đáng lẽ sẽ chạm ở má mà trượt sang phía tai của bà. Hình ảnh đó đã lập tức được báo giới phát đi khắp thế giới. Thái tử Charles đã tỏ ra rất tức giận với hành động của vợ. Khoảnh khắc cự tuyệt ấy cũng là dấu hiệu để mọi người nhận ra rằng đã tồn tại vết rạn nứt khó có thể chữa lành của hai người. Và quả thật sau chuyến đi đó, thái tử Charles và công nương Diana ly thân rồi chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân cứ ngỡ đẹp như mơ vào năm 1996, để lại bao tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Mỗi khi nhìn lại khoảnh khắc công nương Diana từ chối nụ hôn của chồng, nhiều người lại cảm thấy xót xa cho một người phụ nữ được cả thế giới ngưỡng mộ nhưng lại không nhận được tình yêu đích thực từ người chồng của mình. Dù đã qua đời cách đây hơn 20 năm, nhưng những câu chuyện xung quanh cuộc đời của người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh ấy vẫn khiến mọi người không kìm nén được tiếng thở dài, tiếc thương cho một đóa hoa sớm tàn lụi. Tiết lộ lời nói phũ phàng của hoàng tử William dành cho em dâu Meghan khiến Harry nổi giận. Ngay từ đầu, hoàng tử William đã có suy nghĩ không mấy thiện cảm về cô em dâu Meghan. Trang Pesic tiếp tục hé lộ những đoạn trích chứa nội dung gây sốc trong cuốn sách ra mắt vào ngày 30 tháng 11 mang tựa đề Brother and Driver của tác giả Christopher Anderson. Trong đoạn trích của cuốn sách, Christopher tuyên bố hoàng tử Harry đã vô cùng tức giận khi anh trai William tỏ ra nghi ngại về Meghan và không ủng hộ việc em trai mình kết hôn chớp nhoáng.
Vụ mâu thuẫn được cho là bùng nổ vào tháng 9 2017 khi Harry nói rằng anh sắp cầu hôn bạn gái người Mỹ của mình, khiến hoàng tử William vội nói tại sao mọi thứ lại gấp rút như vậy. Một người trong cung điện giấu tên đã kể với tác giả Christopher rằng sự việc trở nên rắc rối hơn khi có thêm nhiều người ngăn cản Harry. Một trong số đó là cậu ruột của Harry, em trai cố công nương Diana. Bá tước Spencer thứ 9 nói với Harry rằng anh cần phải chậm lại trong mối quan hệ này. Lời khuyên đó càng khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn vì Harry nổi giận nghĩ rằng anh trai William đã tác động với những người khác để can thiệp vào chuyện tình cảm của mình. Hoàng tử Harry được cho là trở nên nóng giận với bất kỳ ai muốn anh ấy chống lại Meghan. Theo cuốn sách trên, Harry từng hết lời khen ngợi bạn gái Meghan trước mặt anh trai và nhanh chóng giới thiệu cô với những người thân thiết. Ban đầu hoàng tử William được cho là cảm thấy Meghan rất thu hút, nhưng sau đó anh lại nghĩ rằng cựu diễn viên người Mỹ là một kẻ cơ hội. Tác giả Andersen viết rằng vợ chồng hoàng tử William công nương Kate muốn chọn đối tượng kết hôn cho Harry là một bông hồng anh thích hợp. Mọi thứ càng trở nên căng thẳng hơn khi cha đẻ Meghan dính vào vụ lùm xùm về việc hợp tác với các tài sản Anh để dàn dựng việc chụp hình. Công tước và nữ công tước xứ Cambridge được cho là đặc biệt hoảng hốt trước những lời cảnh báo công khai của người thân Meghan về cô. Cuốn sách viết rằng nhà Cambridge nghĩ Meghan sẽ là tác nhân độc hại cho gia đình hoàng gia Anh, tôi không biết phải tin vào điều gì. Cuốn sách khẳng định William đã nói với một người bạn thân về những thông tin hỗn loạn xung quanh Meghan. Hoàng tử William cũng được cho là đã nói với cha mình, thái tử Charles về sự nghi ngờ với Meghan. Anh nói, cảm giác như con đã đánh mất đi người bạn thân nhất của mình. Hoàng tử William ám chỉ việc em trai Harry đã không còn đứng về phía anh nữa. Trong khi đó, Harry được cho rằng vô cùng thất vọng và phẫn nộ với anh trai khi thốt lên. Anh ta nghĩ mình là cái quái gì vậy? Bất chấp sự phản đối của gia đình, Harry vẫn kết hôn với Meghan trong hôn lễ xa hoa vào ngày 19 tháng 5 2018. Hiện tại, cặp đôi đã rời khỏi hoàng gia, sống ở Mỹ và có hai con nhỏ. Trước đó, cuốn sách trên cũng đưa ra tuyên bố thái tử Charles chính là người đã hỏi về màu da của bé Angie và nữ hoàng Anh đã chủ động xóa bỏ nhà sử sách ra khỏi video mừng Giáng sinh năm 2019. Có chuyện gì với rạn nứt giữa hoàng tử Harry và hoàng tử William? Theo báo cáo, hoàng tử William và hoàng tử Harry đã có một lời chào ngắn nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau trong lễ phục sinh của gia đình vào Chủ nhật. Và lời chào đó nhằm vào Kate Middleton chứ không phải hoàng tử William theo báo cáo của người dân. Báo cáo cho biết William 36 tuổi và Harry 34 tuổi không nói chuyện với nhau trên đường vào hoặc ra khỏi nhà nguyện Sitzak ở lâu đài Windsor và bị chia cắt bởi người anh họ. Hoàng tử William đi cùng vợ Middleton. Theo tài khoản Instagram chính thức của hoàng tử Harry và Meghan Markle đang ở nhà nghỉ ngơi với mẹ và đã bỏ lỡ dịch vụ. Sự xuất hiện trước công chúng của hai anh em diễn ra trong bối cảnh có báo cáo về kế hoạch gửi hoàng tử Harry và Markle đến châu Phi sau khi sinh con để tạo khoảng cách giữa bộ tứ. Trong một tuyên bố, cung điện Buckingham cho biết bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai cho công tước và nữ công tước đều chỉ là suy đoán ở giai đoạn này, không có quyết định nào được đưa ra về vai trò trong tương lai. Đối với màn kịch giữa hai anh em, chuyên gia về hoàng gia của Vương quốc Anh William Hudson đã ám chỉ rằng có điều gì đó không ổn. Ông nói, tất cả các gia đình đều có những lúc thăng trầm, kể cả hoàng tộc, cuộc sống sẽ rất buồn tẻ đối với tất cả chúng ta nếu lúc nào cũng ở Stepford. Theo The Guardian, căng thẳng giữa hai anh em trở nên sâu sắc hơn khi Harry tuyên bố muốn kết hôn với Meghan sau chưa đầy một năm hẹn hò. William được cho là đã cảnh báo Harry rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh, điều này được cho là đã khiến em trai anh tức giận và đau. Trên hết, hai anh em hiện đang ở những vị trí khác nhau trong cuộc sống và có những vai trò khác nhau trong hoàng gia. Những thay đổi về vị trí và niềm đam mê của họ thể hiện rõ qua việc chính thức chia tách các tòa án của họ